Hello hello, để tránh mỏi lưng, Hạnh sẽ chọn một cái gối vòng cổ để đằng sau lưng. Độ dày của nó vừa phải, khi mình ép cái lưng dưới vô mình sẽ cảm thấy thoải mái ha. Khi mình ngả người ra như vậy thì nó sẽ tránh gây áp lực nhiều cho lưng dưới của mình nè. Hồi lâu thì chắc chắn cái phần lưng trên và phần vai gáy của mình sẽ cực kỳ mỏi luôn. Ở đây Hạnh sẽ sử dụng cái phương pháp là duỗi phần cơ lưng trên của mình và cơ lưng dưới cùng một lúc. Ngoài ra Hạnh sẽ tựa vào ghế và giãn cơ như mọi người coi trong màn hình nha. Thì lúc này thì chuỗi nhóm cơ trước của mình sẽ được giãn hoàn toàn và nhóm cơ sau của mình nó sẽ được relax luôn. Tiếp đến Hạnh sẽ tận dụng cái ghế để duỗi cái người ra bằng phía trước, ép hai cái bả vai về sau và xoay eo để relax hoàn toàn cái phần thân trên của mình luôn nè. Mình sẽ đổi bên luôn nha mọi người. Giữ như vậy trong tầm 20 giây là đẹp nè, 20 tới 30 giây để tránh ảnh hưởng lâu quá mỗi công việc của mình á. Tiếp đến là đối với những bạn làm việc máy tính ấy, trên cái bàn mình phải tranh thủ mình tựa luôn cái bàn luôn ha. Nếu mà sợ bị cấn tay, mọi người kê cái khăn á, phía cái chỗ mà mình hay sử dụng cái tay, cái thẳng tay để chụp lên chụp xuống á mọi người. Mình nhớ kê nha, mình còn phải chống cằm á, chống cằm để relax cái phần vai gáy á. Đấy, mình tranh thủ hết mức có thể luôn, linh hoạt các chuyển động của mình. Và trong cái lúc mà mình tập trung làm việc, nhiều khi mình sẽ không có nhớ đâu. Nhưng mà mình hãy nhớ một điều duy nhất cho Hạnh thôi, giúp cho cơ thể thoải mái nhất, thoải mái nhất. Tại vì làm việc ấy, đầu óc của mình nó sẽ rất là căng thẳng, nhưng mà cái cơ thể của mình mà nó còn bị căng theo thì nó sẽ giảm, nó sẽ gây áp lực lên cho cái cơ thể của mình ấy, thì nó sẽ giảm cái hiệu suất làm việc của não bộ. Ngoài ra nếu mà mình có sống được cái bóng lăn, mình có thể vừa coi tài liệu hay như thế nào, vừa lăn cái phần vai và gáy của mình, hoặc là dùng các ngón tay để bóp để cho cái phần vai gáy bị căng cứng của mình ấy nó relax ra nha mọi người. Và mình cứ nhớ thì mình làm thôi, không bắt buộc là lúc nào mình cũng phải chú ý, nhưng mà chỉ cần tự kỷ ám thị duy nhất trong cái đầu của mình ấy, nhớ một thứ thôi để cơ thể thoải mái, cơ thể thoải mái. Tại lúc này mình chỉ làm việc bằng đầu óc là nhiều thôi nè. Đối với những bạn mà phải ngồi làm việc một ngày trên 10 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ, thậm chí nhiều hơn như con số mà Hạnh vừa nói, thì chắc chắn tất cả các nhóm cơ trên cơ thể của mình sẽ rất là mỏi. Vì vậy mình phải luôn luôn kết hợp về vận động, về cái vận động chuyển động của hông nè, của phần thân trên. Mọi người chú ý ha, Hạnh đẩy cái ghế ra phía sau bằng chuyển động hip hinge, đẩy hông về sau nè. Hoặc là mỏi quá không có trụ được cái phần thân trên, mình sẽ dùng cái ghế mình tựa cái người ra sau, thì mình sẽ dùng cái phần kho để mình trụ cho cái phần thân giữa của mình. Đó, mình sẽ kết hợp luân phiên vừa dùng và vừa thả lỏng ra, luân phiên phần thân trên và cái phần lưng trên và phần lưng dưới ha. Mong là mọi người có thể áp dụng thành công những cái tips nhỏ của Hạnh để chúng ta tránh được cái việc bị thoái hóa đốt sống lưng sớm, và cũng như bị thoái hóa cái đốt sống cổ ấy. Mình phải luôn giữ để cho cơ thể của mình được khỏe mạnh nha mọi người, nhất là trong mùa dịch này nè. Mọi người hãy nhớ, không có tư thế nào là đúng hoàn toàn, cũng không có tư thế nào là sai hoàn toàn. Quan trọng là cách mà chúng ta vận dụng các chuyển động trên cơ thể của mình để giúp nó không bị giữ hoàn toàn tại một chỗ quá lâu, khiến cho nó bị mỏi và căng cứng ha.